Hôm nay mình sẽ nấu món phở bò hay còn gọi là noodle soup này. Nguyên liệu thì gồm có này, thịt bò này, gừng này, một chút gừng cho nó thơm, nướng lên này. Đấy, và có xá sùng này, thảo quả này, hồi quế này, hạt mùi này, bánh phở hay là bún khô. Ở bên này không có thì chúng ta dùng bánh phở và bún khô. Nước mắm, có xương ống bò để đun ninh cho nó nước ngọt. Hành khô, hành tây và hành lá. Xương ống bò thì chúng ta rửa sạch, đem cộng với nước với thịt bò thì chúng ta luộc qua, luộc sôi lên để coi như cho một chút muối vào, sau đó rửa sạch đi, chúng ta bắt đầu cho nước vào, ngập nước, sau đó chúng ta ninh. Ninh phải khoảng 4-5 tiếng để cho cái thịt bò nó nhừ ra. Thế và khi ninh thì chúng ta cho một chút bột nêm này và gia vị. Chúng ta cho một chút nước mắm. Nếu mà có dứa thì cho thêm dứa vào để cho nước nó ngọt và nước nó kiểu như nó mềm nước. Đấy. Gừng và hành khô thì chúng ta đem nướng lên, cho cháy cháy một chút cho thơm. Nướng đều cả hai mặt. Hồi này, quế này, thảo quả, hạt mùi cộng với lại cái con xá sùng ấy thì chúng ta đem xào qua, tức là chúng ta rang hơi một chút cho nó vàng lên cho thơm. Và trong quá trình đun ấy, ninh nhừ xương và thịt bò thì chúng ta phải hớt các cái bọt vứt đi cho nước nó trong. Khi muốn nước Sau khi nướng hồi này, quế này, thảo quả, hạt mùi thì chúng ta cho vào một cái túi nhỏ để coi như là cho vào cái nồi đun ấy thì nó sẽ không bị kiểu như nó ra những cái các cái đấy, nó ra cái màu của ra nước, cho nên là chúng ta cho vào cái túi thì nó sẽ nước nó không bị coi như là khi chúng ta ăn nó không bị ra những cái đó. Thế và cho tất cả vào ninh thì mùi nước nó rất là thơm. Thơm của mùi thảo quả, thơm của mùi xá sùng. Cho cả gừng nướng vào đó nữa, quế. Và cho một chút các cái hành này, hành vào thì nước nó sẽ thơm mà nó trong. Chúng ta ninh thật lâu, ninh cho đến khi xương nó nước nó nhừ và ngọt, nước mềm. Và thịt cũng thế, thật là nhừ. Trong quá trình đó thì chúng ta hớt hớt cái nước cái bọt của nó đi để cho nước nó chanh trong. Và chúng ta cho cái túi thảo quả, hạt mùi, quế hồi vào đấy ninh, ninh thật lâu, thật nhừ. Thế và ninh khoảng 4-5 tiếng. Sau khi xong thì chúng ta khi mà thấy là thịt nó nhừ rồi thì chúng ta cho vào một cái bát nước lạnh để cho nó cái thịt nó cũng được trắng hơn.
Sau đó thì chúng ta vớt thịt ra này, để ráo, để trong tủ lạnh khoảng nửa tiếng. Sau đó thì bỏ ra và chúng ta thái, thái mỏng thịt. Sau đó thì hành này, hành lá thì chúng ta thái nhỏ ra. Nếu có rau mùi, ai ăn rau mùi hoặc là lá cái húng, húng gọi là húng húng chó đấy, thì chúng ta cũng chuẩn bị. Hành tây chúng ta cũng thái mỏng. Thái mỏng. Và tất cả chuẩn bị ra bát. Sau đó thì chúng ta sẽ cho này. Sau khi thái nhỏ tất cả các nguyên liệu hành, hành tây, hành lá và thịt thì chúng ta để ra đĩa, ra bát. Sau đó chúng ta bỏ bún này hoặc là bánh phở vào luộc, luộc trong khoảng 15 phút đến khi bánh phở thật là mềm nhừ thì chúng ta bỏ ra coi như là để cho nó ráo nước, đổ ra một cái rổ để cho ráo nước và trần qua nước lạnh để cho nó coi như là nó bún nó được sợi, nó được tơi, nó không bị dính vào nhau. Sau đó thì chúng ta bỏ ra bát đĩa này, ra bát. Thế thì gồm có khi ăn thì chúng ta gồm có này hành lá, hành tây thì chúng ta đem trần đi, trần chín vào cái nước dùng nó. Sau đó thì ăn gồm có chanh này, có tương ớt này. Nếu như có ai thích ăn mùi thì mùi thơm hoặc là ăn với lại húng chó. Thế và như thế thì các bạn coi như là chuẩn bị và chúng ta có thể là ăn được, ăn thôi. Cho mình xin tạm dừng ở đây. Nếu các bạn thích video thì hãy like, share và đăng ký để cho mình có động lực thêm làm thêm video mới. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.